Lượng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua do Ngân hàng Trung ương BBOC bán đô la Mỹ để kiềm giá đồng nhân dân tệ. BBOC cho biết trong tháng 5, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm gần 28 tỷ đô la Mỹ so với tháng 4, còn gần 3,2 nghìn tỷ đô la Mỹ, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Trong vòng 2 năm qua, dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm 800 tỷ đô la so với mức đỉnh điểm là 4.000 tỷ đô la đạt được hồi tháng 6 năm 2014. Kể từ biến động tháng 8 năm ngoái, đồng nhân dân tệ liên tục gặp áp lực hạ giá, buộc BBOC phải thực hiện nhiều biện pháp khẩn cấp và liên tục nhằm bảo vệ đồng nội tệ. Biện pháp mua nhân dân tệ lên đến đỉnh điểm vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay đã thổi bay trung bình 100 tỷ đô la Mỹ trong kho dự trữ. Trong những tháng đầu năm, đồng nhân dân tệ tạm giữ giá ổn định chưa đến khi có nhiều dấu hiệu cho thấy phép sắp sửa nâng lãi suất, đẩy đồng đô la lên cao. Một lần nữa, BBOC là phải tiếp tục bán đô la, mua nhân dân tệ để chống tình trạng hạ giá nội tệ.